Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi phải làm một cái video này để phản biện lại một cái video mà trên kênh của chắc là có lẽ là fan của một cái thằng ở kênh Thăng Long TV làm. Tôi nói thật là làm cái kiểu rất bỉ ổi và khốn nạn. Đây, các bạn có thể xem nhìn đây. Tức là đây là câu chuyện khi mà nói về pháp luân công, chúng nó vào nó cà khịa. Tôi hỏi là thế anh nghĩ gì về pháp luân công? Tôi trả lời. Đấy, thế bắt đầu sau đó nó cắt ghép giữa tôi Thăng Long TV vào để câu view rồi đặt cho tôi cái biệt danh là Tây Nội Địa. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy chữ là vỉa hào lưu và Tây Nội Địa này. Nói chung là đây là một chiêu trò rất bẩn thỉu. Trên thì có ghi rõ đây, báo Công an Nhân dân nhé, là khuyến cáo người dân không tham gia phát tán tài liệu tập luyện pháp luân công. Tức là ngay trong cái chủ đề của cái báo Công an Nhân dân, người ta nói là khuyến cáo người dân không tham gia phát tán, tức là người ta không khuyến khích chứ còn nó không bị cấm. Tôi lên tôi trả lời theo đúng cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng đúng với lại tinh thần của pháp luật. Tất cả những cái gì không cấm người dân được quyền làm, chỉ có điều cái điều đó cũng được khuyến khích hay không thôi. Đấy thì báo Công an Nhân dân người ta đã nêu rất rõ là không khuyến khích người dân tham gia phát tán tài liệu tập luyện pháp luân công. Các bạn nên nhớ là nếu như mà nó bị cấm thì phải nghiêm cấm phát tán, nhưng đây là không khuyến khích. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn nghe hết cái clip, sau đó tôi sẽ có đôi lời chia sẻ. Pháp luân công một chút, em thấy ra bờ hồ gặp toàn người nói suốt và cái câu chuyện pháp luân công thì nó ở Việt Nam chúng ta là tự do tôn giáo, con người có quyền đi theo bất cứ hoặc tập luyện theo bất cứ cái giáo phái nào, miễn rằng cái điều đó không vi phạm pháp luật, không chống lại chính quyền, không gây hại cho bản thân gia đình và xã hội thì họ vẫn được tự do đấy. Đấy, các bạn nhớ nhá, tôi đã phải nói rất rõ rằng là ở Việt Nam người ta được quyền làm bất cứ thứ gì, miễn là không vi phạm pháp luật, không chống lại chính quyền, không gây hại cho gia đình, bản thân và xã hội. Ồ, thế thì nó tập luyện bình thường, còn nếu như nó vi phạm pháp luật thì đã có pháp luật xử lý. Có thế thôi mà tại sao mà hình như bọn này nó có vấn đề nghe và hiểu hay sao đây mà nó vẫn đặt cái clip này của tôi dưới cái dạng được gọi là phản động hay là tuyên truyền hay là làm một cái gì đó nó có nguy hại cho đất nước nhỉ? Tôi nhắc lại lần nữa là pháp luật. Các bạn nghe tiếp. Các bạn nhớ nhá, sau đó nó gạch chéo. Bộ Công an họ đã cảnh báo rất là nhiều rồi. Mục đích chính của họ là quy tụ lực lượng. Họ quy tụ lực lượng là chính. Tất cả các tuyên truyền về pháp luân công, chân thiện mỹ hòa đấy, ngồi cứ đọc đọc để giàu có khỏe mạnh ấy thì là ít, nhưng mà đánh vào Đảng Cộng sản là chủ yếu. Các bạn rất chủ yếu rồi chứ. Tất cả các tờ truyền đạo và những cái bà truyền đạo pháp luân công, truyền cái pháp luân công ấy, thì toàn bộ là có 3-4 trang ấy, đằng sau là toàn bộ là chữ Cộng sản. Chứng tỏ thằng này đọc rồi, chứ tôi ví dụ như tôi là tôi chưa bao giờ tôi đọc pháp luân công này. Tôi khẳng định với các bạn luôn là tôi chưa bao giờ tôi tiếp cận bất cứ cái gì về pháp luân công này. Biết cái con mẹ gì về nó đâu. Thì tôi chỉ bảo nó được quyền làm tất cả những cái gì mà pháp luật không cấm, và tránh cái chuyện là làm vi phạm pháp luật này. Đừng có chống lại chính quyền, đừng có gây hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Thế có gì sai mà để bọn này nó gạch chéo mặt, sau đó là vào đây để đả kích, rồi đưa một cái video của thằng ất ơ này lên chia sẻ để cuối cùng rồi quay ra là để chửi bới tôi này. Nào tiếp tục nào các bạn nghe. Cộng sản Trung Quốc đương nhiên nó đồng nghĩa việc là cũng là mình là cùng chế độ người. Đấy, các bạn thấy không, sự ngu dốt nó làm chỗ này. Chửi Cộng sản Trung Quốc có nghĩa là chửi Cộng sản Việt Nam à? Hay là cùng hệ à? Thế Việt Nam ngày xưa đánh Trung Quốc đánh từ 1979 đến 1989 chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc đấy, chứ còn chống lại ai? Thế không hóa ra Việt Nam chắc lúc bây giờ cả nước Việt Nam phản động à? Đảng Cộng sản đúng không, chúng ta phải hiểu được này. Cái dở của cái bọn này này là nó biến Việt Nam nó trở thành một cái đất nước cộng sản, nó hoàn toàn sai lệch cái bản chất và cái khái niệm cộng sản ấy. Trước đây, bây giờ và sau này nó có sự biến đổi rất là nhiều, bởi vì nó đi kèm với lại cái tư duy đầu óc của mỗi một người. Cũng giống như xã hội chủ nghĩa, có xã hội chủ nghĩa không tưởng, có xã hội chủ nghĩa khoa học, chứ không phải cứ xã hội chủ nghĩa là tốt đẹp đâu, là một cái sự đúng đắn đâu. Xã hội chủ nghĩa không tưởng nó đã từng ra rồi và cuối cùng rồi nó sụp đổ bởi chính cái sự không tưởng của nó, bởi vì nó không có cơ sở về khoa học, cho nên là nó bị sụp đổ. Chủ nghĩa xã hội nhưng mà nhầm tưởng như chủ nghĩa xã hội Xô Viết cũng sụp đổ, là bởi vì người ta chưa biết gì về chủ nghĩa xã hội. Nhưng rõ ràng đến bây giờ chúng ta có thể định hình được chủ nghĩa xã hội trong tương lai là gì. Đó là một cái xã hội mà lấy cái chủ nghĩa xã hội làm chủ đạo. Đấy, con người vì xã hội và xã hội bảo vệ lại con người. Chứ nó cũng không hẳn nằm ở chỗ là cái quy mô của nền kinh tế đó như thế này. Nó là một hình thái xã hội. Trong đó nó có các cái sợi dây liên kết, các cái mối quan hệ rất là bình thường về kinh tế này, tất cả các đời sống văn hóa. Nhưng nó làm sao? Nó tôn vinh cái chủ nghĩa xã hội này. Cũng giống như Bác Hồ đã từng nói, quyền lợi của cá nhân không thể tách rời với quyền lợi của dân tộc. Quyền lợi của một dân tộc cũng không thể tách rời với quyền lợi của nhân loại. Đó chính là một cái sứ chủ nghĩa xã hội. Tức là chúng ta muốn có được quyền lợi thì làm sao, chúng ta phải tôn trọng cái quyền lợi của xã hội, bởi vì xã hội nó có sức mạnh lớn hơn. Nếu như mà chúng ta mà quyền lợi của chúng ta đấu tranh với quyền lợi của xã hội đấy, thì chắc chắn là xã hội nó sẽ tiêu diệt. Thế cho nên là quyền lợi của một cá nhân phải gắn liền với quyền lợi của xã hội, ngược lại xã hội sẽ bảo vệ quyền lợi của cá nhân, thì đó chính là chủ nghĩa xã hội. Cho nên cái tư duy về chủ nghĩa xã hội trước đây, bây giờ và sau này nó sẽ có cái sự vận động, có sự khác nhau để người ta hiểu rõ hơn. Thế thì cộng sản nó cũng vậy, đảng cộng sản nó cũng vậy. Đảng cộng sản hôm nay nó là tốt, là tôi nói nhé, nó đặc biệt ví dụ như Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đầu ra đời nó rất tốt với lại Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng sau đó nó lại xấu với Đảng Cộng sản Việt Nam, và bây giờ cứ cho rằng nó cũng tốt với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứng tỏ là gì?
là hai chữ cộng sản nó không đảm bảo cho cái việc là cái đó tốt hay xấu, và đặc biệt nó lại là yếu tố Trung Quốc, một yếu tố nước ngoài, thì nó lại càng không liên quan gì đến Việt Nam cả. Đừng có gắn liền giữa bên nước ngoài vào với bên Việt Nam. Có thể đối với lại chúng ta chẳng hạn Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta từ trước, từ khi ra đời cho đến bây giờ luôn luôn tốt, đó là chúng ta bảo vệ, và chúng ta thấy được rằng là chúng ta cần cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có tốt cho dân tộc đất nước Việt Nam, ok chúng ta bảo vệ. Thế nhưng ngược lại Đảng Cộng sản Trung Quốc nó chả liên quan gì Đảng Cộng sản Việt Nam cả, nó chưa hẳn là tốt với Việt Nam, là lúc có thể tốt lúc có thể xấu, đúng không? Cho nên có nghĩa rằng không phải là cái Pháp Luân Công này nó cứ cho là nó chống Đảng Cộng sản Trung Quốc đi. Thì đấy là cái việc Pháp Luân Công nó chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó chả liên quan gì đến Việt Nam cả. Và đừng bao giờ cộng sản hóa cái xã hội Việt Nam. Các bạn nên nhớ rằng bản chất của đất nước Việt Nam hiện nay là gì? Là đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, chứ không phải Việt Nam là đất nước cộng sản. Chính cái bọn mà ngu dốt này đấy, nó làm cho thế giới hiểu lầm về đất nước Việt Nam. Cộng sản không đồng nghĩa với việc là xấu. Nhưng rõ ràng trước đây cái khái niệm cộng sản là xấu, nó đang tồn tại ở trong đầu óc của những cái kẻ ở phương Tây. Tất nhiên nó hiểu lầm, nhưng mà chả biết nó hiểu lầm hay hiểu đúng, nhưng có nghĩa là nếu nó mà không thích mình là đất nước mình gặp khó rồi. Cho nên là đừng bao giờ đưa người ta vào trong một cái ác cảm. Việt Nam hiện nay là một đất nước xây dựng theo con đường xã hội chủ nghĩa, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, chứ không phải đất nước cộng sản. Nhưng mà với cái đầu óc của cái bọn này đấy, là nó đang biến Việt Nam, nó đang cộng sản hóa Việt Nam. À, tôi sẽ còn phải nói tiếp ở trong live stream, bởi vì clip thì nó chỉ được 10 phút thôi, nhưng tôi sẽ nói ở trong live stream rõ hơn vào live stream tối nay. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.